Nghị định số 50/2022 quy định về tuổi nghỉ hưu sẽ cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập vừa được Chính phủ ban hành. Có 4 nhóm viên chức được áp dụng nghỉ hưu ở tuổi cao hơn không quá 5 năm, gồm viên chức có học hàm giáo sư, phó giáo sư, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo là tiến sĩ hoặc chuyên khoa 2, giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần, viên chức có chuyên môn kỹ thuật cao trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn được xác định là viên chức nằm trong tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao, được hưởng chế độ lương theo hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ và chế độ chính sách khác theo quy định của pháp luật. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2022.